đẩy đấy, đẩy đấy. Cánh chạy, các bạn đi, tao đi. Ôi, khó, đừng dí, đừng dí. Được không? Xong rồi, xong rồi anh ơi. Ôi, ông quay, quay không? Đây, nó quay mà. Mang đi, quay không? Ê, đưa, đưa, bắt thôi. Vô đây, lấy đi. Lấy đi. Xem một thằng bắt thằng quay đi. Anh quay đi nhá. Ừ, hai thằng này. Ừ, anh quay đi. Lấy thằng bắt thằng quay đi. Mấy cái này. Ở chung anh nhá, nói là bắt đầu. Dạ thôi, chị ạ. Cho ăn tía khô quá. Chị ơi, mày. Nước, con nở. Bình thường bên này mình thấy đá góc là đã không có tí chính gọi là kiểu chạy chỗ hay là bắt băng băng cắt bật băng cắt với cả nó qua người quen rồi, đội này đá trung bình yếu chắc bằng đội mình thôi, không bằng, không bằng đội trẻ đâu. Một túc một lúc nữa đây đoán con quen là thể nào bật cho một hai quả mình chắc không? Mình vừa dối quá, mình vừa đội hình dối. Mới đầu thế thì đã một hai lần. Ừ. Anh ơi. Ui. Bắt đi, bắt đi. Chị ơi, bắt cắn vào máy. Lại thế mà. Ừ. Lại thế cái đá đi thôi chứ còn. Trọng tài không thích quay cái đá thoải mái anh nhá. Cái kia, cái kia. Thế. Hay quá. Thổi nhưng mà thôi, là biên rồi. Bóng là biên rồi. Mua đôi giày mới thì là không. Tịch tẩm màn một tháng à. Có giày mới đang anh. Giày mới đây nhỉ? Giày mua Việt Nam. Không, giày trước giày màu đen đen đâu. Giày đen đen đấy, em cầm đi đá nhưng mà tại vì bàn chân hôm qua đá, hôm qua làm nhiều ấy. Hôm qua làm 8 tiếng liền nhưng mà nó đang đứng có đau, đau bàn chân quá ấy. Nên là phải đi đâu này cho nó mềm chân không đi, đi được kia đinh lập lên nhon đi, đi được chạy nó rít đấy khỏe á rất từ đấy cái nói là tham đánh tạt đúng giờ như kiểu ngoại hạng luôn ấy. Tùng to quá không nhảy được. Tùng béo. Cao một tí nữa, quên khỏe nhanh một tí nữa là đánh vào như ngoại hạng. Tụi này hay cãi nhau nhỉ? Đội mới đang chấp phá. Nhìn đội trước nó lán nó ghi nhờ, không nói một cái lời nào luôn. Cứ thế. Cứ thế mà đá thôi. Ừ. Cái nhau liên tục. Nuôi một tí, đừng có là nóng giận chứ. Đó đá cứ lói khó chịu. Từ từ đá.
Anh đi ra. Đi đằng sau mà mày bắt được vẫn được mà. Khung cảnh nó đang đẹp nên thơ chữ tình nha. Ô Sơn đến mặt từ bao giờ? Sơn đến từ bao giờ? Mới đến. Tranh chấp tí cho nó nhiệt. Đấy là thôi. Đấy là nhiệt thôi, có phải lỗi rồi. Từ từ anh ơi. Cứ nhìn như ông mình Nhật. Hay ra mẹ quả bóng chết mà. Hay. Đúng rồi hay. Em gọi vào đây. Gọi gì? Em gọi vào đây. Để họ đi lấy, họ đá, họ đi lấy. Đi ơi, anh em ở ngoài lấy hộ quả không ấy?
Nhiều lúc quá nhiều mình nhớ phản xạ. Nhiều lúc mình nhìn báo nhưng mình không phản xạ kịp nữa. Khi nào người nào kêu phát là mình mới biết. Bật quả đôi chạm bật tường. Tại vì đang nghe đá. Lần này cái bàn có đồng xoay thẳng mặt. Cho sự có liên lên ả giữa đội ăn này. Đội ăn này nằm vốn rồi, đội xanh dưới đây phá. Không phá được đâu, đội xanh mình ra giờ phá được gì. Đội xanh mình ngày trước thôi, giờ hết phá rồi. Không phải như cái kia. Đội xanh bóng vào giữa, bóng vào giữa. Rồi mình là đội xanh là mình phá được, cũng không có tí ấy. Các bạn này, đội mình trận đầu đá không mất đội hình nhá. Nên đá nó khó rồi, bọn này nó vào nhanh, đá nó khó rồi. Chúng ta chỉ thắng tay vào phạt là được. Một phút đấy à? Trung Anh. Cho anh số 8 đi. Ừ. Thank you.
xoay thẳng mặt. Anh cứ thẳng âu là ghi bàn lại xoay thẳng. Rồi ơi.